Thưa quý vị, những ngày này, nhiều cánh đồng ở vùng ngoại thành thủ đô Hà Nội mù mịt khói từ việc đốt rơm rạ của người dân. Câu chuyện này không phải là câu chuyện mới và thậm chí đã được nhắc đến rất nhiều trong những năm qua. Nhưng cuối cùng thì vấn đề làm thế nào để không gây ô nhiễm môi trường và lãng phí nguồn tài nguyên vẫn chưa có hồi kết dù đã có một số giải pháp được đưa ra. Thông tin cụ thể hơn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Cứ đều đặn vào khoảng tháng 5, tháng 10 hàng năm, thủ đô như bị nhốt trong chiếc lồng đầy khói. Đến hẹn lại đốt, dưới cái nóng hơn 40 độ C. Từ nhiều năm nay, cứ đến mùa vụ, với hơn 2 sào lúa, gia đình chị Uy vẫn thường dùng phương pháp đốt thủ công như thế này để xử lý rơm rạ sau khi thu hoạch. Bởi đây là cách duy nhất vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm công sức và chi phí cho những người nông dân như chị. Khi mà đốt như này này, lúc chị gẩy vào mà chị đứng gần cái đống rơm này này, thì cái đống rơm nó tạt lửa vào mặt chị này này, cái khói này này nó xông vào mũi, vào mồm của chị này này, rất là khó chịu. Đốt như này hơn là phải cắp bên lên bờ. Trên đường đê, dưới đường làng, thậm chí cả đường quốc lộ, người chìm trong khói. Khói rơm rạ đã trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc mỗi khi mùa vụ đến. Tôi cảm thấy rất là khó chịu. Đi đường lại rồi đi rất là khó khăn. Hai là tầm nhìn về quan sát giao thông tôi rất là hạn chế. Đó là một vài cảm nhận của người đi đường khi mà đi ngang qua những cánh đồng mù mịt khói như thế này. Còn với tôi, ngay lúc này đây thì đang đứng cạnh một bụi rơm đang bốc cháy. Và cảm nhận rõ rệt nhất là sự nóng rát lên bề mặt của da. Mùi khói xộc thẳng vào mũi, cay mắt, khó thở, ngột ngạt. Vậy thì khói rơm rạ có ảnh hưởng như thế nào? Và khi kết hợp với hiệu ứng đô thị thì nó sẽ tác động ra sao? Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia để phân tích đánh giá về điều này. Đốt rơm rạ sẽ làm tăng cái black carbon lên rất nhiều và tăng cái bụi lên, black carbon, tức là cái carbon đen. Thì đây là một cái chất nó vừa gây ô nhiễm không khí, nó lại vừa có thể gây cái tác động đến biến đổi khí hậu nữa. Nắng nóng như thế, lại gió yếu, mà nếu như gặp những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như lại kẹt xe, và như vậy là khói vô hóa tạo thành ở cái nồng độ lớn. Và khi đó thì chúng ta sẽ thấy là có thể dẫn đến hiện tượng, có khả năng thôi nhé. Và chúng ta phải cảnh báo đó là khả năng ngất hàng loạt. Theo kết quả điều tra ban đầu của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, mỗi năm trên địa bàn Hà Nội phát sinh khoảng trên 1 triệu tấn rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp với lượng đốt bỏ ngoài cánh đồng khoảng 352.000 tấn. Lâu nay, người dân vẫn cho rằng đốt rơm sẽ giải phóng mặt bằng, đồng thời tận dụng cho làm phân bón, giải trực tiếp xuống ruộng giúp đất màu mỡ hơn. Tuy nhiên, theo chuyên gia nông nghiệp, khi đốt một ruộng rơm rạ sau thu hoạch, chúng ta thu lại được từ 3 đến 5 kg kali và lân. Nhưng nông dân đã để mất 1,5 đến 2 tấn carbon và từ 8 đến 10 kg đạm. Thì khi đốt cả một đống rạ thì toàn bộ phần lân và kali nó còn nằm lại trên mặt đất đấy, và khi cấy thì một phần đấy là lân và kali nó chuyển thành cái dạng dễ tiêu và nó phát huy luôn, và người ta nhìn thấy cái chỗ đốt đấy nó tốt lên, nhưng mà người ta không hiểu là cả cái ruộng đấy mất đi để còn lại có mỗi cái chỗ đốt đấy là tốt lên. Bà con nông dân của mình đốt là đốt tiền, bởi vì tiền nó nằm ở trong cái rơm rạ đi, dinh dưỡng ở trong đó rất là nhiều, chất hữu cơ trong đó rất là nhiều. Do nhận thức còn kém, mới đây Sở Tài nguyên Môi trường thành phố đã phát động chiến dịch Cánh đồng không đốt rơm rạ với mục tiêu nâng cao nhận thức cho nông dân về tác hại của việc đốt rơm rạ, đưa ra các phương án hữu ích trong việc tái chế, tái sử dụng rơm rạ, đáp ứng hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe của người dân, khuyến khích nông dân nói không với việc đốt rơm rạ sau mùa gặt. Tuyên truyền đến đâu thì chưa rõ, chỉ biết trước mắt, người dân vẫn thấy phương pháp ủ phân vi sinh so với phương pháp truyền thống đốt rơm rạ chưa có gì ưu việt hơn. Nếu mà ủ phân vi sinh ấy, thì lại phải có cái dài ngày thì mới ủ được. Nhưng mà đây ngày mốt ngày mai đây thì là nước vào, ta bơm nước vào, ta máy ruộng mạ lên để bọn chị giao mạ để cấy tiếp vụ sau này nữa. Thì đâm ra là phải xử lý bằng đốt luôn. Nếu mà ủ thì cái chi phí có khi là mình lại phải mua các thứ về mình ủ, mình rắc riếc vào mình ủ thì là nó chi phí nó tốn kém hơn. Kinh phí hỗ trợ bà con nông dân vẫn luôn là bài toán mấu chốt, song cũng là bài toán nan giải. Tăng cường tuyên truyền, tích cực phát động vẫn là thứ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Thế nhưng, phát động là một chuyện,
còn hành động hay không lại là chuyện khác.